Bạn đang lắng nghe Bay Một Ngày Đàng, kênh podcast dành riêng cho khách hàng bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines. Xin chào quý vị thính giả yêu quý, tôi là Minh Quân, một MC trải nghiệm đã từng đi khắp nơi trên mảnh đất Việt Nam xinh đẹp của chúng ta. Và ngày hôm nay, tôi trở lại đây cùng các bạn trong Bay Một Ngày Đàng. Các bạn thân mến, không biết các bạn đang lắng nghe podcast này vào thời gian nào trong ngày, nhưng tôi mong là các bạn sẽ có một chiếc bụng đói. Bởi vì chương trình hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề ẩm thực Việt từ đời lên phim, hứa hẹn sẽ khiến chiếc bụng đói phải cảm thấy cồn cào. Và khách mời, người sẽ đồng hành cùng tôi trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay là nhà báo Ngọc Nick Em, một người được đào tạo về điện ảnh và lại vừa rất am hiểu về ẩm thực. Chào mừng anh Ngọc Nick Em đã tới với Bay Một Ngày Đàng. Xin chào Minh Quân và quý vị khán giả, rất vui được góp mặt trong chuyến bay ngày hôm nay. Anh Ngọc ơi, em Quân biết là anh đã từng có cái kinh nghiệm làm phóng viên và kiêm tác giả nữa. Thế nhưng mà điện ảnh lại là một cái lĩnh vực mà anh cực kỳ là quan tâm và rất là nhiều bài viết về cái lĩnh vực này. Tại sao lại như vậy? Cuộc sống chúng ta hàng ngày thì có rất là nhiều các cái câu chuyện để kể. Và trong tất cả những cái hình thức mà để kể chuyện đấy thì tôi đặc biệt là tôi thích hình thức là kể chuyện bằng điện ảnh. Đó là thứ ngôn ngữ mà chúng ta sẽ kể bằng hình ảnh. Phim ảnh thì có rất là nhiều thể loại. Ví dụ như là phim tâm lý, phim tình cảm, phim hài, phim kinh dị hành động và có cả những cái bộ phim, đặc biệt là những cái bộ phim về ẩm thực đấy thì luôn luôn là đem lại cho chúng ta một cái cảm giác khi mà xem rất là kiểu phấn chấn, rất là hưng phấn. Tôi thì tôi nghĩ là các cái bộ phim ấy nó đóng góp vai trò rất là quan trọng trong việc quảng bá về văn hóa, con người cũng như là đưa ẩm thực của từng đất nước tiếp cận với rất là nhiều người. Giống như tôi khi mà còn bé thì tôi biết đến nước Nhật qua những cái bộ phim hoạt hình, mà trong đó là như chúng ta ở đây thì chắc là đều đã biết đến bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon, cũng như là sau đây này là xem phim hoạt hình ấy, thì lúc nào cũng muốn là đến Nhật là phải đầu việc đầu tiên là ăn một chiếc bánh rán giống như là chú mèo máy trong cái bộ phim đó đã ăn. Có những cái bộ phim họ đã đưa ẩm thực vang xa đi khắp thế giới và gọi là thay đổi cho cái nền công nghiệp ẩm thực, như là phim Lost in Translation của nữ đạo diễn Sofia Coppola với bối cảnh Nhật Bản. Sau cái bộ phim đấy thì đúng là cái doanh số của rượu whisky Nhật nó cũng tăng lên rất là đáng kể. Qua những cái câu chuyện của những nhân vật ở trong phim thì có lẽ là khán giả sẽ có thể nhìn thấy bóng hình hoặc những cái ấn tượng về những cái ẩm thực, về những cái món ăn của những nước trên thế giới. Việt Nam chúng ta được bạn bè thế giới biết đến với rất là nhiều những món ăn ngon. Có những cái bộ phim nào đặc biệt mà anh thấy là ấn tượng của những món ăn Việt Nam trên phim ảnh không ạ? Có một cái bộ phim kinh điển là phim Làng Vũ Đại ngày ấy. Thì các bạn có thể nhớ đến cái hình ảnh mà Chí Phèo và Thị Nở. Đấy thì Chí Phèo là ngồi húp bát cháo hành. Dù chỉ là một cái bộ phim đen trắng thôi, nhưng đấy lại là một cái chi tiết mà sau này khi mà nhắc đến cái bộ phim đó người ta vẫn cứ nhớ mãi. Thì đấy chính là một cái chi tiết, một cái cách set up ẩm thực lên trên màn ảnh mà tôi nghĩ là nó đã tạo được hiệu quả. Hoặc là như những cái bộ phim trong thời gian rất là gần đây, ví dụ như là phim Nhà Bà Nữ của Trấn Thành chẳng hạn, phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại tính đến thời điểm này, thì cũng đưa một vài cái yếu tố ẩm thực, ví dụ như là nhân vật chính thì là bán ba bánh canh cua ghẹ là 300.000 một bát chẳng hạn. Biến ẩm thực Việt Nam trở thành một cái nhân vật quan trọng trong phim thì đúng là từ trước đến nay tôi thấy có đạo diễn Trần Anh Hùng với bộ ba phim Mùi Đu Đủ Xanh, Xích Lô và Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng, thì đúng là Trần Anh Hùng là có một cái đam mê và một cái niềm gọi là nâng niu ẩm thực Việt ấy. Bởi vì là khi mà xem trong các cái bộ phim của Trần Anh Hùng thì nó đặc tả đến từng cái chi tiết. Trong đó chúng ta thấy là cái ngôn ngữ điện ảnh của Trần Anh Hùng nó rất là khác biệt. Bởi vì là lần đầu tiên chúng ta thấy là những cái chi tiết như là hạt đu đủ này, rồi cái cách nạo từng cái miếng đu đủ ra để tạo thành một cái món gọi là món nộm đu đủ đấy. Đấy thì đều được đặc tả rất là chậm. Đấy nó có một cái khái niệm gọi là slow cinema. Đấy nghĩa là điện ảnh chậm, thì khi mà xem trong cái bộ phim đấy thì chúng ta lại nhận thấy đó là ẩm thực đã trở thành một cái nhân vật quan trọng trong cái bộ phim đấy. Hay là món bánh cuốn ấy, thì đúng là từ sau khi xem xong cái bộ phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng thì mỗi lần tôi ăn bánh cuốn thì tôi lại nhớ đến cái cảnh quay trong phim đấy, và đúng là đôi khi thì cảm giác khi mà mình ăn đúng vào cái thời điểm, đúng cái mùa hè, đúng cái buổi sáng sớm như là các cái nhân vật trong phim đấy, thì tự nhiên mình thấy cái đĩa bánh cuốn nó cũng
có vẻ như là ngon hơn thật. Đấy thì cái đấy thì không biết là có phải đúng hay không. Bánh cuốn thì đúng là tôi cũng hay ăn vào buổi sáng hơn là buổi tối. Nhưng mà bây giờ thì đây đúng là các bạn trẻ thì giới thiệu rất là nhiều các cái hàng bánh cuốn đêm rất là ngon. Ví dụ như là bánh cuốn ở ngõ Tôn Đức Thắng, ở phố Tôn Đức Thắng ngoài Hà Nội chẳng hạn. Đấy, còn tôi thì tôi hay ăn ở trên Triệu Việt Vương. Thì có một cái hàng bánh cuốn nó khá là ngon, nó nho nhỏ thôi. Nhưng mà đấy là một cái, nó giống như kiểu là một cái biệt thự cổ Hà Nội. Đấy thì vào trong đấy thì họ làm bánh cuốn với có rất là nhiều nhân thịt rồi nhân với nấm này kia. Đấy thì thi thoảng buổi sáng khi mà có thời gian, đặc biệt là cuối tuần khi mà mình không bị vướng bận về công việc ấy, thì tôi cũng thích là lên phố ngồi ăn một đĩa bánh cuốn, uống một ly cà phê và cảm nhận đường phố xung quanh ta như thế nào. Cái sự nâng niu mà anh nói đối với các món ăn Việt Nam ở trên phim ảnh ấy, nó có khiến cho việc quảng bá văn hóa, xuất khẩu văn hóa của chúng ta được đẩy nhanh lên hay không? Để mà lôi kéo được du khách đến với Việt Nam và ăn món ăn tại Việt Nam, thì cái bộ phim đấy ngoài việc là nó đưa được ẩm thực vào hình ảnh đẹp đi chăng nữa, thì nó phải, trước hết nó phải là một cái bộ phim hay đã. Giống như chúng ta xem phim Hàn Quốc này ạ, thì sẽ thấy là cái cách người Hàn Quốc họ quảng bá về ẩm thực rất là khéo. Ví dụ như là có những cái món ăn các bạn thấy là như kiểu mì ăn liền Hàn Quốc thôi, đấy họ cũng đưa vào trong phim là một cái nhân vật, nói chung là nó không phải là một cái điểm nhấn trong câu chuyện, nhưng mà nó lại là một cái nhân vật nó cứ xuyên suốt. Ví dụ như là mì chapaguri trong bộ phim Ký sinh trùng Parasite, là cái phim mà được giải Oscar ạ. Thì trong cái phim đấy khi mà xem xong đúng là tôi rất là thèm cái món mì đấy. Trong thời gian gần đây, đặc biệt là những cái phim Việt Nam có thể gọi là phim độc lập mà đem đi quốc tế rất là nhiều ấy, thì họ cũng đã đưa các cái cảnh ăn của người Việt đi lên trên phim, và khi mà khán giả quốc tế xem xong đấy thì cũng họ cũng biết được một vài món ăn. Tôi thì cũng có dịp được đi các cái liên hoan phim quốc tế thì cũng có một vài khán giả họ có hỏi là hôm trước tôi vừa xem bộ phim Chơi Vơi, tôi thấy có cái cảnh mà nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến trong vai Duyên, gọi là cô ấy là vừa đi trên đường phố Hà Nội, cô vừa ăn một cái hạt gì đấy, họ cũng không biết đấy là cái món gì. Thực ra đấy chính là món cốm. Và trong cái bối cảnh mùa thu Hà Nội đấy, thì nhân vật là đi trên đường phố thì cô cầm một cái gói cốm đấy và vừa đi vừa ăn. Và một cái sự thèm thuồng khi mà Quân có cái thời gian đi công tác tại nước ngoài đi, đó là những cái quán ăn vỉa hè, những cái chiếc bánh mì, những chiếc bánh giò, những cái món ăn mà chúng ta có thể dễ dàng mua được khi mà ghé qua bất cứ một cái cửa hàng vỉa hè nào, khi mà ở những cái quốc gia khác sẽ rất là khó. Nhưng mà ăn ở ngoài đời Việt Nam, lên phim ảnh có lẽ là sẽ đầy đủ hơn, nhiều góc cạnh hơn nếu như chúng ta được focus, highlight vào những cái món gọi là ăn vặt như vậy. Ví dụ như ăn ốc chẳng hạn, rồi ba miền chúng ta sẽ có những cái hương vị rất là khác nhau. Và chỉ nói một chút thôi thì cái cơn thèm cái món ăn này đang rất là khiến cho Quân muốn chạy ra ngay những cái quán đấy để có thể được thưởng thức những cái món ăn mà mình yêu thích. Nhưng mà đúng là khi mà Quân nhắc đến món ốc ấy, thì tôi mới nhớ ra đúng là ốc thì chưa xuất hiện trên một bộ phim nào cả. Đấy, mặc dù là một cái món ăn mà nó nổi tiếng từ Bắc vào Nam đúng không? Ốc Sài Gòn hay là ốc Hà Nội hay là ốc của miền Trung đấy. Đúng là chưa thấy có một cái bộ phim nào mà là dùng gọi là món ốc để kể chuyện ẩm thực Việt Nam cả. Đúng là thế, thì hy vọng là trong tương lai thì các nhà làm phim có thể cân nhắc về cái món ăn này. À, thực ra là có bộ phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng thì món ốc là xuất hiện nhưng mà chỉ thông qua lời thoại của ba nhân vật. Thì đấy là cái cảnh mà ba chị em do nghệ sĩ nhân dân Như Quỳnh, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh và nữ diễn viên Trần Nữ Yên Khê gọi là vừa mới ăn xong cái bữa cỗ với thịt gà với xôi gấc, rất là gọi là cảm giác rất là đầy, thì họ mới trò chuyện với nhau trong lời thoại thôi, bảo là các chị nghĩ sao khi mà chiều nay mình làm một ít ốc với cả nước mắm ớt gừng. Đấy thì đúng là chỉ qua một cái lời thoại đấy thôi mà người ta hình dung ra được là cái bữa chiều của ba chị em nhà đó thì sẽ như thế nào rồi. Theo anh thì có những cái món nào mà anh rất là tâm đắc và tha thiết mà các nhà làm phim sẽ đưa lên màn ảnh rộng hay không? Đúng là ẩm thực Việt Nam thì có vô vàn những cái món ăn. Có một vài món mà tôi thấy là khách nước ngoài thì đặc biệt thích, nhưng mà lại gần như là chưa bao giờ xuất hiện trên các cái bộ phim. Ví dụ như là món bún chả chẳng hạn, hay là món bánh mì. Bánh mì Việt Nam thì đúng là đã nổi tiếng, đã vang danh trên khắp thế giới rồi. Phở là có một vài bộ phim cũng có, nhưng mà
Thực sự thì tôi thấy là phở xuất hiện trong nhiều bộ phim Mỹ hơn là các cái phim Việt Nam. Những cái món mà anh vừa chia sẻ, anh có thể mô tả qua về món ăn đó để quý vị thính giả có thể cảm nhận về những món ăn này hay không ạ? Vì chúng ta đang trong một cái chương trình podcast và làm sao mà để mô tả một cái món ăn mà người nghe cảm thấy thèm thuồng ngay lập tức được thì nó thực sự là một thử thách. Nhưng mà tôi sẽ cố gắng bằng việc là bây giờ các nhà làm phim họ dùng hình ảnh rồi thì tôi sẽ cố gắng dùng thử ngôn từ. Việt Nam thì bánh mì là ở mỗi một vùng nó lại có một cái hương vị khác nhau. Từ thời bé cho đến sau này thì tôi rất thích một cái món ăn là đấy là trong một cái buổi chiều, có thể là nó hơi se lạnh một chút, ngồi bên vỉa hè, chúng ta ngồi co ro đấy, và lúc đấy có một ổ bánh mì nóng hổi và thêm một đĩa sữa đặc chẳng hạn. Đấy, chúng ta sẽ bóc từng miếng bánh mì ra và chúng ta quện vào với sữa đặc và ăn. Ở Hội An thì ăn gần như ăn hàng nào mình thấy ngon. Đấy, đặc biệt là cái món bánh mì heo quay. Đấy thì có thể tìm ra từ những cái hàng nổi tiếng như là Madame Khánh hay là bánh mì hoa chẳng hạn. Đấy thì tôi đặc biệt là tôi thích món bánh mì hoa, thì đấy là một cái tiệm nó nằm ở phía bên hông của chợ Hội An. Đấy thì mỗi lần mà vào Hội An ấy thì tôi đều ăn một cái bánh mì thập cẩm. Đấy và đôi khi mình còn nghĩ là bây giờ vào cái ngày mà trước khi mình lên máy bay mình về ấy, mình phải mua thêm 2-3 ổ để mình ra máy bay mình ăn nữa, bởi vì đúng là nó rất là nhớ và mỗi khi nhắc đến thì lại thấy thòm thèm. Bánh mì của Đà Nẵng Hội An gọi là bánh mì thịt heo, nhưng mà thực ra tôi thấy thì thực ra là thịt đôi khi là còn nhiều hơn cả bánh mì, bởi vì thực ra những cái món đấy thì mình có thể ăn riêng được, ví dụ như là thịt quay này, pate này hay là giò chả đấy, mình hoàn toàn mình có thể ăn riêng được, nhưng mà khi mà nó kết hợp lại với nhau, nó hòa quyện hương vị vào thì đúng là nó làm cho bùng nổ vị giác ở trên đầu lưỡi. Khi mà các bạn cảm nhận được cái vị ngọt của thịt này, vị thơm của pate, vị cay rất là nồng của ớt miền Trung, rồi cả cái nước sốt trứng gà tươi nữa. Đấy, khi mà vào thì khi mà chúng ta ngoạm một miếng chẳng hạn, đấy thì sẽ thấy là cái hương vị của bánh mì, tại sao nó lại được coi là bánh mì Việt Nam lại là ngon nhất thế giới thì tôi cũng hiểu được. Khách nước ngoài ra đây, họ có thể chỉ cần ăn thử một cái bánh mì thôi thì chắc chắn là họ sẽ nhớ mãi. Xin cảm ơn anh Nick đã chia sẻ cùng với Bay Một Ngày Đà ngày hôm nay. Và chúng ta hy vọng rằng là trong tương lai sẽ được chứng kiến nhiều hơn nữa những món ăn ngon, những nét đẹp trong văn hóa ẩm thực Việt xuất hiện trên phim. Bởi lẽ, suy cho cùng, ẩm thực là một thứ tất yếu trong cuộc sống, là một phần của văn hóa và tất nhiên, chẳng ai nỡ từ chối một miếng ngon, thậm chí miếng ngon sẽ làm người ta nhớ mãi. Xin cảm ơn quý vị đã cùng nghe podcast Bay Một Ngày Đàng cùng với tôi, Ngọc Đích Em ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã cùng Bay Một Ngày Đàng tham gia chuyến du hành ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo và xin chúc quý khách có một chuyến bay an toàn và trọn vẹn.